Xin chào tất cả các bác và anh em. Buổi sáng hôm nay thì em tập trung vào làm chiếc văng số X12 để gửi cho một chú em ở Sóc Trăng. Và chú này đang sử dụng với lại cái loa giáp loa dựng. Thì một vấn đề quan trọng trên văng số thì là vấn đề effect. Có dễ dùng dễ hát hay không thì chúng ta phải làm effect tốt. Thế còn về vấn đề âm sắc thì chúng ta sẽ nắn chỉnh như thế nào? Khi mà các anh em đặt mua văng số hay gửi văng số đến cho em căn chỉnh thì em sẽ làm cái effect thật tốt cho các bác và anh em. Và về vấn đề âm sắc thì các anh em có thể là thay đổi thêm để cho nó phù hợp với lại thiết bị của các anh em đang dùng. Thì đối với loa giáp loa dựng thì rõ ràng rằng là nó khác hẳn với lại loa hãng, loa xịn rồi. Giả dụ như là JBL KB4012 hàng bãi Mexico, nó cũng hơn 20 triệu một đôi, và nếu mới thì nó tầm cỡ trên 40 triệu một đôi. Thế còn cái loa JBL hàng giáp hàng dựng kia thì nó chỉ mấy triệu một đôi thôi. Thì rõ ràng rằng là một chiếc loa có mấy triệu và một chiếc loa mười mấy triệu thì rõ ràng là nó khác nhau rồi. Nó khác nhau. Thì chú này là đang sử dụng một cái hệ thống âm thanh loa giáp loa dựng. Thì rõ ràng rằng là về chất âm, kể cả phần nhạc, phần mic thì nó không thể, tức là nói chung về âm sắc đi. Về âm sắc thì nó có phần nhạc, phần mic và phần súp. Thì nó không thể bằng những cái loa hãng được rồi. Thì em sẽ thử như này nhá. Ở trên cổng main này á, thì cái kênh L này này là kết nối với lại KB4012 nhá, JBL KB4012. Và trên kênh R này kết nối với lại loa giáp loa dựng. Thì bây giờ sẽ mở nhạc nhá. Thì các anh em sẽ nghe được cái chất nhạc trước này. Bởi vì là tại sao em lại tập trung luôn vào cái phần main? Bởi vì là cái đặc tính của loa nó liên quan đến âm sắc. Âm sắc cả nhạc và mic, cho nên tập trung luôn vào phần main này. Kênh L này là JBL nhá. Kênh R này là loa giáp loa dựng này. Thì bây giờ sẽ tăng nhạc lên nhá. Mở JBL. Hiện giờ là kênh L là đang kết nối với lại JBL KB4012. Bây giờ sẽ tắt loa JBL KB4012 hàng xịn này, mở JBL hàng giáp hàng dựng này. Bây giờ sẽ thử nhá. Bây giờ sẽ thử âm ở trên thử mic. Vừa rồi thì em thử nhạc để cho các anh em nghe được cái chất âm giữa loa xịn và loa không xịn nhá. Thế thì bây giờ là sẽ mở. Bây giờ sẽ mở loa JBL hàng xịn này. Thì các anh em sẽ nhìn thấy về cái phần limit này. Về cái phần limit như thế này. Về cái phần tỷ lệ cho dì vợt như thế này. Và đây là cái giải equalizer. Thì về cái giải equalizer thì em cũng đặt sẵn các cái tần số cho các anh em rồi nhá. Giả dụ như là 132, 206, 367, 642, 1280, 2080 và 3007 nhá. Thì bây giờ là sẽ thử ở trên loa JBL trước này. Và tí nữa sẽ tùy biến, thì các anh có thể, anh em có thể là xem cái chia sẻ của em để các anh em có thể tùy biến nhá. Bây giờ là sẽ thử ở trên JBL KB4012 hàng xịn này. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 3 4 4
1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3. Thì rõ ràng rằng nó có sự khác biệt rồi, nhưng mà vẫn dễ dùng nhé. Khi FX làm tốt rồi ấy, thì các anh em vừa rồi có nghe em alo phần mic cũng tương đối là dễ dùng rồi nhé, cũng tương đối dễ dùng. Thế còn để cho nó phù hợp hơn, để cho nó phù hợp hơn thì các anh em sẽ thế này, sẽ thế này này. Bây giờ là hiện giờ là kênh này đang tắt nhá, tức là hàng xịn đang tắt này. Hiện giờ là kênh L trên loa JBL hàng xịn đang tắt và đang mở trên kênh giờ nhá. Thì bây giờ cái limit này này, thì thường thường ấy thì cái loa giáp loa dựng ấy thì nó hơi tức là tiếng nó không được sạch sẽ, dễ bị ồn, ở cái giải thấp, cho nên rằng là cái limit này sẽ giảm nhá. Bình thường em để 9 hoặc 10, thế nhưng bây giờ sẽ giảm này. 1 1 1 2 2 2 1 1 2 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
Hiện giờ đang thử trên loa giáp đang dựng này. 1 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
Thế về cái tỷ lệ cho dì vợt đi, tỷ lệ cho dì vợt thì đối với loa giáp loa dựng ấy thì có thể là nó đanh nhá. Thì trong hai trường hợp, một là nó đanh, nếu như mà các anh em cảm thấy nó đanh thì như vậy có thể là tăng một chút dì vợt nhá. Cái loa của em thì không phải là đanh lắm đâu, không phải là đanh, nhưng nếu đanh ấy thì các anh em có thể tăng dì vợt một chút nhá. Hiện giờ đang 31 nhưng có thể tăng là 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vừa rồi thì cái limit có giảm về là 7 nhá. Thế còn bây giờ là nếu như trong trường hợp loa đanh, đanh khô nhá, thì có thể tăng một chút dì vợt này. 1, 1, 2, 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 2
Nếu như mà loa mà ồn giải trung trầm ấy thì các anh em có thể là giảm dì vọt nhé. Nếu mà loa mà nó ồn ở cái giải trung trầm ấy thì là sẽ là giảm một chút về dì vọt nhé, chỉ cần một số thôi, 1% thôi. Lúc nãy để 31 nhưng mà giảm về 30 có khi nó lại là rõ nét hơn nhé. Bởi vì cái đặc tính của dì vọt ấy là nó làm mờ tiếng, mềm tiếng nhưng mà dễ mờ tiếng nhé. Nếu mà đanh gắt thì có thể tăng lên để cho nó mềm, nhưng nếu như mà nó đang ồn ở giải trung trầm ấy thì phải giảm nhé. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Và trong cái giải quay dơ thì nó như thế này, đặt sẵn cho các anh em về các cái tần số này rồi. Và khi em làm ấy thì các anh em thấy là kể cả phần mu xích, kể cả phần mu xích cũng như phần mic là hoàn toàn là giảm giải trung trầm nhá. Bởi vì là khi mà loa giáp nó dựng ấy, loa giáp nó dựng ấy thì cái giải trầm ấy nó không tròn gọn đâu. Nó không mềm, không tròn, không gọn đâu. Nó hay bị ồn ở cái giải trung trầm. Càng loa rẻ tiền thì nó càng dễ bị ồn ở cái giải trung trầm. Cho nên rằng là khi em làm ấy, kể cả phần mu xích này, phần mic này và phần main ấy, đều giảm trung trầm. Thế thì bây giờ em đã đặt sẵn các tần số đây rồi. Các tần số này nó liên quan đến trung trầm này, 132 này, 206 này, 367 này là trung trầm nhá. Thế thì bây giờ thì nó có hai vấn đề, một là cái trung trầm và hai là trung cao đây này. Đây là các giải trung cao nhá. Trung cao em cũng giảm. Trung cao không giảm, nói chung là ở phần main giảm hết. Phần main là giảm hết. Và trên vang số thì có lẽ giảm thì tốt hơn tăng nhá. Tốt hơn tăng. Khi mà giảm ấy, muốn sáng âm thì chúng ta sẽ giảm âm thấp này. Đây, khi muốn sáng âm thì phải giảm các cái tần số. Bởi vì khi mà âm thanh đến tai chúng ta ấy thì nó là tổng thể của các giải âm. Các giải âm. Thế cho nên rằng là muốn sáng âm thì chúng ta sẽ giảm âm thấp thì nó sẽ cảm nhận là nó sáng âm cao nhé. Thế thì bây giờ là các cái vị trí tần số đây rồi, đặc trưng cho cái giải trung trầm đây rồi và cái giải trung cao đây rồi. Loa giáp loa dựng thì cái trung cao nó hay đanh gắt này. Loa giáp loa dựng thì trung cao cũng hay đanh gắt. Thế thì bây giờ là các bác anh em chỉ cần thay đổi giá trị quy thôi nhé.
vẫn ở trên cấu hình này và đang sử dụng ở trên loa giáp loa dựng này, đang mở kinh giờ này và cái limit giảm về 7 này, cái này có thể xê dịch này, và cái bây giờ các anh em chỉ cần thay đổi về cái giá trị quy nhé. Thì cái đặc điểm của giá trị quy ở trên dòng X như thế này, khi chúng ta để giá trị nhỏ ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng các cái tần số lân cận nhiều hơn nhé. Thì em đặt sẵn là 6 này, 5 này, 10 này, đây đặt sẵn như này, 8 này, 4 này, 4 này. Thế thì bây giờ nếu các anh em cảm thấy mà nó cái giải trung trầm nó vẫn ổn đấy, vẫn ổn, thì các anh em có thể thay đổi giá trị quy nhé. Bây giờ là sẽ thử này, đang để 6 giảm về 4, giảm về 4 thì nó sẽ là giảm các cái tần số lân cận này nhiều hơn nhé. 1 1 2 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
Thế còn về cái trung cao này, trung cao thì em cũng giảm sẵn rồi nhé. Giả dụ như 1280 này. 2 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
1280 đang để là 8 này hoặc 10 thì giảm xuống. Các bạn chung lại các anh em cứ giảm xong thử mix nhá. Hoặc cái 3700 này này, nếu mà nó đanh nó gắt quá thì có thể là giảm cái gain này xuống nhá. Hiện giờ là cái 3700 này là em không giảm, nhưng mà nếu các anh em cảm thấy nó đanh nó gắt ấy thì giảm xuống nhá. 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 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
mà cần thay đổi thì các anh em sẽ dựa trên những con số này, dựa trên cái phương pháp của em chia sẻ thì các anh em sẽ nắn chỉnh để tốt hơn. Và phần effect trong phần dì vọt này chẳng hạn này, thì bây giờ như vậy là cái thời gian dì vọt này nó cũng có liên quan đến cái vấn đề là mềm tiếng và đanh tiếng nhé. Nếu đanh tiếng thì các anh em có thể tăng lên một chút, em đang để là 2688 này thì các anh em có thể tăng lên là 2750 nhé. Hoặc là nếu như bây giờ mà nó ồn quá thì các anh em có thể giảm một chút nhé, giảm một chút về cái thời gian dì vọt. Thì đây là những cái mà em trong quá trình làm cho các anh em ấy, thì em vừa làm vừa chia sẻ để các anh em khi mà mua băng số của em hay là nhận băng số của em căn chỉnh lại, các anh em sẽ dựa trên cái nền tảng mà em đã làm sẵn rồi, các anh em có thể nắn chỉnh thêm thì nó sẽ hiệu quả hơn khi mà các anh em mua băng số hay là gửi băng số căn chỉnh.